nguyên liệu, gia vị vô cùng phong phú, cùng phong cách chế biến đa dạng, sáng tạo. Ẩm thực Trung Hoa luôn đem đến những trải nghiệm hương vị độc đáo, hấp dẫn. Dim sum, bánh bao hấp, hủ tiếu xào, mì hoa, mỗi món mỗi vị, tinh tế, dễ chiều lòng mọi thực khách. Ẩm thực Trung Hoa thì là một trong những cái nền ẩm thực mà rất phong phú và đặc sắc với nhiều món ăn ngon và hấp dẫn. Và Cương thấy rằng ở Hà Nội thì những cái món dim sum hay là những cái món mì hoa ấy được rất là nhiều thực khách yêu thích. Ngày hôm nay thì mình ăn gì sẽ giới thiệu với mọi người một quán ăn bán những cái món đồ Trung Hoa mà Cương nghĩ rằng với những ai yêu thích dim sum chắc chắn là không có xa lạ gì với cái thương hiệu này rồi, rất là đông khách. Khi làm về ẩm thực Trung Hoa, đặc biệt là những cái món dim sum ấy, thì Cương cũng đều được chiêu đãi một cái bàn đầy ắp những cái món ăn như thế này. Mọi người có thể thưởng thức rất nhiều các cái loại món ăn được chế biến theo nhiều kiểu khác nhau, từ hấp, xào, nấu, món gì cũng có luôn. Hấp sẽ có các cái loại bánh bao, các loại dim sum như là sò điệp, khá cảo tôm. Còn nếu mà những cái món chiên ấy, Cương thấy ở đây là có nem phủ trúc này, hoành thánh chiên. Rất nhiều các món ăn ngon, hấp dẫn mà mọi người có thể lựa chọn. Khi nói đến dim sum, Cương sẽ phải thưởng thức cái món há cảo tôm đầu tiên, vì tôm nó cũng là một cái nguyên liệu quan trọng và phổ biến nhất trong các cái món dim sum. Nhân tôm ấy tươi ngon, sần sật, chấm thêm một chút cái xì dầu vào, ăn rất là đậm đà. Mình ăn mình cảm nhận ngay được cái độ tươi mới, độ hấp dẫn của cái món ăn. Cái món dim sum này thì cái nguyên liệu nó không quá là phức tạp, không quá là cầu kỳ. Tuy nhiên là mình ăn mình có thể cảm nhận được ngay cái tâm huyết của người đầu bếp, người ta đưa vào trong cái món ăn này. Từ cái phần nhân tôm này cho đến nhân sò điệp hay là cái phần bánh xếp này này, rất là ngon. Và trong khi mà thưởng thức dim sum thì chắc chắn rồi, không thể nào quên được những cái món bánh bao. Món bánh bao ở đây mà gần như là bàn ăn nào thực khách người ta cũng gọi, đó là cái bánh bao kim sa. Mọi người có thể nhìn thấy này, một cái lớp trứng phục bên trong rất là ngậy béo. Nhìn thôi là đã thấy ngon rồi đúng không? Há cảo rồi, bánh bao rồi, sẽ là những cái món xào nhá. Cương thấy là anh chủ quán anh cũng rất tâm huyết với những cái món xào ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy này, cái sợi hủ tiếu trông khá là to bản, được xào săn, có thể ăn với cả tôm hay là thịt bò. Đó, xào thêm một cái chút xì dầu này. Cái độ đậm đà vừa phải, tôm thì chắc chắn rồi, tươi ngon, ngọt thịt. Ở đây thì có cả cơm rang cám nữa này. Họ rang các cái hạt cơm săn lại rất là ngon, nêm nếm vừa phải nữa. Đây đều là những cái món mà Cương nghĩ là ai cũng có thể ăn được, kể cả các em nhỏ. Hương vị nó rất là vừa vặn, rất là dễ ăn. Ngoài dim sum ra, ở đây còn rất nổi tiếng với những cái món mì hoa. Khi Cương đến đây thì Cương đã được thưởng thức cái món mì vịt tiềm cũng như là mì xá xíu, cũng rất ngon rồi. Bây giờ mình sẽ đổi qua một cái trải nghiệm khác, đó là cái món mì bò kho. Mọi người nhìn những cái phần bò này, trông hấp dẫn chưa? Cả những cái phần gân nữa, rất là mềm, thơm. Thương hiệu của mình là phát triển này ở Hà Nội là được 5-6 năm rồi. Cái món ăn của mình là mang từ trong Sài Gòn ra. Cái món điểm sâm về mì, về các món đồ xào của người Hoa mình muốn mang giới thiệu ra tới Hà Nội. Chất lượng món ăn đầu tiên là phải rất là đảm bảo và phải ngon, phải hợp khẩu vị của người Hà Nội. Và cái giá cả, giá thành hợp lý. Về cái điểm sâm này là thành phần tôm rất nhiều. Nên đặc biệt cái tôm đấy là mình phải chọn cái size
hoặc là cái chất lượng tôm là mình làm luôn luôn là mới. Nhìn tổng thể thì những món ăn ở đây vừa nhiều vừa đa dạng, mà mỗi món thì đều có những cái hương vị riêng rất là hấp dẫn. Và Cương nghĩ rằng với những ai yêu thích ẩm thực Trung Hoa, đặc biệt là những cái món dim sum hay là mì của người Hoa ấy, thì chắc chắn đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay Mình Ơi Ăn Gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.